Xin chào các bạn. Để hoa lan luôn có được nhiều hoa, cây cần phải phát triển xanh tươi tốt và rễ khỏe mạnh. Hôm nay mình chia sẻ cách phát triển rễ cho những cây hoa lan yếu ớt và kém phát triển, những chiếc rễ đã bị hư hoàn toàn. Cây sẽ nhanh chóng có được những chiếc rễ khỏe mạnh hơn. Và với cách làm đơn giản này, các bạn sẽ tiết kiệm được thời gian rất nhiều. Và chúng ta luôn có được những chiếc rễ khỏe mạnh cho hoa lan. Khi những cây hoa lan đã bị yếu ớt và kém phát triển, quá trình trao đổi chất rất chậm. Chúng ta tuyệt đối không được tưới nước cho những cây hoa lan này. Các bạn hãy cắt bỏ tất cả những chiếc rễ bị hư. Sau đó các bạn chỉ cần gỡ bỏ những chiếc lá này, vì những chiếc lá này đã bị nấm. Còn những chiếc lá khô này, chúng ta nên giữ lại. Các bạn chỉ cần dùng một tép tỏi duy nhất. Tỏi có tính oxy hóa, kháng khuẩn và khử trùng, giúp những cây hoa lan rất nhanh ra rễ. Các bạn cho vào nửa lít nước. Sau đó sẽ lọc lấy nước này. Các bạn sẽ lau các chiếc lá. Tỏi sẽ giúp cho những chiếc lá này không bị nhiễm vi khuẩn và nấm, rất hiệu quả. Sau đó các bạn đặt vào ly như thế này và cho nước tỏi này vào. Nước tỏi sẽ ngập hết phần gốc này và chúng ta sẽ để trong khoảng thời gian 30 phút. Với cách làm này, khi phục hồi cây, bộ rễ của cây sẽ không bị nhiễm nấm. Sau 30 phút, các bạn lấy ra và chúng ta sẽ lau khô lại phần gốc này.
Sau đó các bạn đặt vào ly nhựa. Dùng một ly nhựa còn lại, các bạn khoét những lỗ trên đây. Sau đó các bạn sẽ trùm những chiếc lá này lại và đặt ở những nơi khô ráo, thoáng mát. Đây là một phương pháp để khô, giúp cho phần gốc của cây ra rễ một cách tự nhiên nhất. Chúng ta không cần phải làm gì cả. Đây là những cây hoa lan mình đã thực hiện thành công với phương pháp này. Trong quá trình phát triển của hoa lan, khi các bạn phục hồi, những chiếc lá có thể bị khô hoặc vàng lại là điều rất bình thường. Nhưng cây sẽ nhanh chóng được hồi sinh rất khỏe mạnh. Những chiếc lá này có thể bị khô héo lại, nhưng các bạn yên tâm, khi chúng ta trồng lại, cung cấp đầy đủ nước và giữ ẩm tốt, thì những chiếc lá này sẽ rất nhanh được cứng cáp trở lại. Rễ phát triển rất khỏe mạnh. Và cây hoa lan này cũng vậy. Rễ phát triển rất nhanh và cứng cáp. Dù rất yếu ớt, nhưng rễ vẫn phát triển. Một phương pháp để khô, tạo rễ cho hoa lan rất tuyệt vời. Khi cây đã có đầy đủ rễ, thì quá trình trao đổi chất sẽ diễn ra rất nhanh chóng. Đến giai đoạn này, các bạn có thể trồng lại cây. Và như các bạn đã thấy, phần này mình đã không gỡ ra khỏi cây để giúp cho những chiếc rễ phát triển một cách tự nhiên nhất. Khi mới trồng lại, các bạn nên đặt cây ở nơi mát thêm vài hôm. Khi cây phục hồi hẳn và được tốt hơn, chúng ta hãy cho cây ra ánh sáng từ từ. Sau đó các bạn hãy tưới nước vừa đủ ẩm. Các bạn có hai cách làm khác nhau. Cách thứ nhất là chúng ta sẽ dùng những ly nhựa có khoét lỗ. Sau đó các bạn sẽ trùm những chiếc lá này lại.
vì cây đã có đầy đủ rễ nên sẽ hấp thụ được nước và sẽ làm cho những chiếc lá này dần cứng cáp trở lại rất nhanh. Cách thứ hai là các bạn hãy dùng nước chúng ta tưới phun xương 3 ngày một lần, rất đơn giản và dễ. Hy vọng sẽ luôn giúp ích cho các bạn rất nhiều để chúng ta được phục hồi những cây hoa lan dễ dàng hơn. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.